Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Kim bên hãng xe Toyota Tân Cảng ạ. Đây là mẫu xe Toyota Innova Venturer đời 2018 tại Toyota Tân Cảng ạ. Mẫu xe này là phiên bản được nâng cấp thêm option tại Toyota Tân Cảng. Và khi quý vị mua xe thì quý vị cũng thường hay nghe giới thiệu đó là mẫu xe full option thì như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái gói nâng cấp của dòng Toyota Venturer tại Toyota Tân Cảng ạ. Đây là chúng ta sẽ cùng nhìn sơ bộ về bên ngoài ngoại thất của mẫu xe này ạ. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng của xe. Đây, xe này đã được có gói nâng cấp ạ. Đây là cái bộ dán phim cách nhiệt của mẫu xe này. Dán phim cách nhiệt này thì giúp cho mẫu xe mình là nó cách nhiệt cái là bên ngoài môi trường. Từ đó là nó giúp xe mình là nhiệt độ bên ngoài môi trường nó ít tác động vào bên trong xe. Từ đó là cái hệ thống điều hòa mình nó giảm tải đi rồi, và nó giúp cho xe mình tiết kiệm nhiên liệu hơn ạ. Và thứ hai nữa là nó chống tia UV thì nó tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị ạ. Trên dòng xe Venturer này thì nó đã trang bị đầu DVD nhưng mà chưa có camera gear ạ. Thì khi mà đây là hệ thống camera gear trên mẫu xe này, thì khi có hệ thống camera gear này thì khi quý vị gài số gear thì nó sẽ hiện hình ảnh phía sau xe, thì để cho quý vị dễ quan sát hơn ạ. Nó kết hợp cùng đó với là hệ thống cảm biến gear, thì khi đó thì quý vị khi mà gài số gear thì nó an toàn hơn ạ. Đây, chúng ta sẽ cùng tiến vào nội thất của mẫu xe này. Nội thất thì trên nguyên bản của mẫu xe này thì nó là trang bị ghế nỉ, thì bây giờ chúng ta đã trang bị ghế da thì giúp xe mình dễ dàng vệ sinh hơn, sạch sẽ hơn và dễ vệ sinh, ngồi thoải mái hơn ạ. Còn đây là hệ thống trải sàn. Đối với trải sàn nguyên bản của nó là Simili thì khi nó rất khó vệ sinh ạ, thì bây giờ chúng ta đã trang bị hệ thống Simili thì nó dễ dàng vệ sinh hơn, hoặc là khi mà có thức ăn đổ xuống thì chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh và nó tránh động lại mùi hôi trên mẫu xe này ạ. Thì đối với mẫu xe này là mẫu xe cao cấp thì có tương đối đầy đủ cái trang bị option, thì trên mẫu xe này thì nó đã thêm một số option như vậy để nó tăng thêm cái phần tiện ích cho mình ạ. Thì đây là mẫu xe Venturer về phiên bản tiêu chuẩn mà chúng tôi đã nâng cấp tại Toyota Tân Cảng. Thì có một số mẫu xe thì chúng tôi sẽ nâng cấp cái gói cao hơn, thì những video lần sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những cái mẫu cao cấp này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào ạ.